xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. EU đưa hai chỉ huy Hamas vào danh sách khủng bố. Đặc nhiệm Israel tấn công đường hầm Hamas, bắt giữ khủng bố. Ukraine nâng cấp tên lửa từng đánh chìm sói hạm Moskva của Nga. Tổn thất quá lớn, Nga thay đổi chiến thuật tấn công vào chảo lửa Andriyka. Ukraine chọc thủng 2 trong 3 phòng tuyến của Nga, sẵn sàng cho kế hoạch giải phóng toàn bộ lãnh thổ, kể cả Crimea. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. EU đưa hai chỉ huy Hamas vào danh sách khủng bố. Quý vị thân mến, EU liệt hai chỉ huy lực lượng vũ trang Hamas vào danh sách đen khủng bố với cáo buộc họ liên quan cuộc tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Liên minh châu Âu EU vào ngày 8 tháng 12 thông báo liệt chỉ huy lữ đoàn Asadin Al-Qassam của Hamas, Mohammed Def và cấp phó Marwan Issa của ông này vào danh sách trừng phạt. Hội đồng châu Âu ra tuyên bố, hai cá nhân này có thể bị đóng băng tiền và tài sản ở các quốc gia thành viên EU. Lệnh trừng phạt cũng cấm các doanh nghiệp EU cung cấp vốn và nguồn tiền cho hai cá nhân này. EU cho biết thêm rằng, việc trừng phạt hai chỉ huy cấp cao của Hamas nhằm phản ứng trước các mối đe dọa từ Hamas và các cuộc tấn công của lực lượng này tại Israel vào ngày 7 tháng 10. Xung đột ở dải Gaza nổ ra sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel ngày 7 tháng 10, khiến khoảng 1.200 người chết và hơn 240 người bị bắt về làm con tin. Hơn 100 con tin đã được Hamas phóng thích trong 7 ngày ngừng bắn với Hamas. Số phận của hơn 130 con tin còn lại vẫn chưa rõ ràng, khi hai bên đang nối lại giao tranh dữ dội. Israel đáp trả bằng các cuộc tấn công liên tục vào dải Gaza và cũng mở chiến dịch trên bộ nhằm truy lùng toàn bộ thành viên Hamas ở dải đất. Cơ quan y tế ở dải Gaza cho biết các cuộc giao tranh đã khiến cho hơn 17.400 người chết, chủ yếu là phụ nữ và trẻ nhỏ. Đặc nhiệm Israel tấn công đường hầm Hamas, bắt giữ khủng bố. Các lữ đoàn Israel đã phát hiện và phá hủy 7 hầm đường hầm của Hamas và tiêu diệt hàng chục mục tiêu khủng bố trong những ngày qua. Trong vài ngày qua, sư đoàn 36 của Israel đã chiến đấu trực diện với lực lượng Hamas và thu giữ được một lượng lớn đạn dược, vật liệu nổ và vũ khí. Trong khi đó, binh lính Hamas trong trang phục dân sự cũng cố gắng phục kích Israel. Video cho thấy họ đang bò bằng bụng và lập các bãi phóng tên lửa chống tăng từ bên trong các tòa nhà dân sự ở khu vực Jabalia của Gaza. Đoạn video được tìm thấy trên camera của một lính Hamas đã bị binh sĩ lữ đoàn Dahal của Israel tiêu diệt. Một đoạn video khác cho thấy hàng chục người Palestine bị binh lính Israel bắt giữ ở phía bắc Gaza. Những người này được cho là đã đầu hàng gần khu vực Jabalia. Hãng tin Walla của Israel cho biết những người đàn ông này đã bị lột quần áo để loại trừ khả năng họ mang theo vũ khí. Nhiều lính Hamas đã đầu hàng lực lượng Israel khi giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở Gaza. Israel tấn công Hamas bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không khi chiến tranh nổ ra ở Gaza. Nhiều quân Hamas bị đẩy ra khỏi đường hầm trú ẩn và buộc phải đầu hàng trước đơn vị Malan, lực lượng biệt kích tinh nhuệ của Israel. Quân đội Israel hiện đang chuyển trọng tâm sang miền nam Gaza sau khi phá hủy các cơ sở hạ tầng khủng bố ở phía bắc. Lực lượng bộ binh của Israel đã chiến đấu với Hamas ở Khan Yunis, thành phố lớn nhất ở miền nam Gaza. Binh lính Israel đã đấu súng ác liệt trên các đường phố bị phá hủy cùng với xe bọc thép Nama và xe tăng Merkava. Còn quân Hamas sử dụng mạng lưới đường hầm để phục kích quân Israel và giấu các vị trí súng cối để bắn trả xe tăng. Trong một video khác, binh lính Israel tiết lộ một thiết bị nổ được đặt bên trong một trường học. Các lực lượng Israel đã bao vây dải Gaza và tấn công các chiến binh Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine ở thành phố Khan Yunis phía nam. Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện một trong những kho vũ khí lớn nhất ở Gaza với hàng trăm quả lựu đạn phóng tên lửa, hàng chục tên lửa chống tăng, tên lửa tầm xa, thiết bị nổ và máy bay không người lái. Israel đã tiêu diệt một nhóm khủng bố ẩn náu trong khu vực Khan Yunis. Những kẻ khủng bố bước ra từ một đường hầm dưới đống đổ nát của một tòa nhà, với một trong số chúng cầm một khẩu súng phóng RPG. Một nhóm khủng bố khác, các chiến binh Jihad Hồi giáo Palestine,
cũng đang chiến đấu ở Khan Yunis và đã hợp tác với Hamas để tăng cường các nỗ lực tấn công của họ. Đoạn phim cho thấy phiến quân bắn súng và vận hành bị phóng tên lửa. Quân đội Israel đang thực hiện cuộc tấn công mặt đất lớn nhất ở Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas được hủy bỏ vào tuần trước. Ukraine nâng cấp tên lửa từng đánh chìm soái khảo Moskva của Nga. Chia sẻ với Army Info, cơ quan truyền thông của Bộ Quốc phòng Ukraine, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Haryak cho biết Kiev đang nghiên cứu phát triển phiên bản nâng cấp của tên lửa Neptune. Đây là loại tên lửa mà Ukraine từng tuyên bố đã tấn công soái khảo Moskva thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Đây cũng là lần đầu tiên một quan chức Ukraine xác nhận thông tin Kiev muốn nâng cấp tên lửa Neptune. Tuy nhiên, Thứ trưởng Haliyuk không tiết lộ về thông số kỹ thuật của phiên bản nâng cấp, cũng như mức độ phát triển đã được thực hiện. Hồi tháng 4, một quan chức quốc phòng Ukraine giấu tên nói với tờ Guardian rằng Ukraine đang cải tiến Neptune để nâng tầm bắn lên hơn 360 km. Tên lửa Neptune hiện có tầm bắn khoảng 320 km. Ukraine đang tăng cường sản xuất vũ khí nội địa nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn viện trợ quân sự từ các nước phương Tây trong cuộc chiến với Nga. Những nỗ lực của Kiev bao gồm tự sản xuất pháo tự hành, đẩy mạnh sản xuất tên lửa, máy bay không người lái UAV và đạn dược. Theo ông Hadralis, các loại súng phòng không nội địa của Ukraine có thể sẽ được nhiều nước đặt mua sau khi chiến sự Nga-Ukraine kết thúc. Tổn thất quá lớn, Nga thay đổi chiến thuật tấn công và trả lửa Avdiivka. Các chỉ huy lực lượng Nga ở Avdiivka đã thay đổi chiến thuật. Moscow đang áp dụng chính những gì mà Ukraine đã làm trong đợt phản công mùa hè. Khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã kéo dài gần 22 tháng, xe tăng hầu như đã không còn chiếm ưu thế trong các cuộc tấn công, trở thành mục tiêu tấn công của máy bay không người lái, pháo binh cũng như nguy cơ cán phải mìn. Xe tăng của Nga và Ukraine có xu hướng lùi lại phía sau chiến tuyến từ 2 cho đến 3 km, được sử dụng như pháo cố định để phòng thủ. Tuy nhiên, đó không phải là những gì đang diễn ra ở Avdiivka, một trong những mặt trận nóng nhất hiện nay. Trong 2 tháng qua, Nga đã tận dụng mọi trung đoàn và lữ đoàn hiện có tại Andriyka, một cứ điểm quan trọng của Ukraine ngay phía tây bắc thành phố Donetsk của vùng Donbass. Để cản trở bước tiến của quân Nga, phía Ukraine đã triển khai xe tăng. Lần này, những chiếc xe tăng đã chiến đấu với đúng bản chất của chúng, chứ không phải như pháo cố định hay pháo giả chiến. Xe tăng Ukraine áp sát các nhóm tấn công của Nga để nã pháo trong khi Nga liên tục không kích bằng tên lửa và tấn công trên bộ quy mô nhỏ. Một binh sĩ Ukraine nói với Anna Dolo rằng, chúng tôi giữ được tuyến phòng thủ nhờ xe tăng. Một video quay từ máy bay không người lái lan truyền trên mạng xã hội trong tuần này cho thấy Ukraine đang phản công bằng xe tăng. Trong đoạn video, chiếc xe tăng Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới 116 có vẻ như là T-64 tiến về phía một đội bộ binh Nga đang trú ẩn trong một ngôi nhà ở phía đông, nhà máy than cốc, sườn phía bắc Andriyka. Tiến nhanh rồi rút lui, sau đó lại tiếp tục tiến nhằm làm cản trở các hoạt động của Nga. Tổ lái 3 người của T-64 bắn nhiều phát đạn từ pháo chính 125mm và phá hủy một số công trình. Cuộc giao tranh làm nổi bật điểm mạnh của xe tăng, tính cơ động, hỏa lực và khả năng bảo vệ. Nó cũng cho thấy bộ binh dễ trúng hỏa lực từ xe tăng nếu không được yểm trợ. Lực lượng Nga ở xung quanh Andriyka ước tính có khoảng 40.000 người. Không phải họ không có xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, thậm chí trận chiến xe tăng giáp lá cà hiếm gặp đã xảy ra ở phía bắc Andriyka. Tuy nhiên, phía Nga nhận thấy rằng những đoàn xe dài rất dễ bị trúng hỏa lực. Nga được cho là đã mất nhiều xe thiết giáp và các phương tiện chiến đấu khác khi chúng bị pháo kích hoặc bị máy bay không người lái tấn công. Giữa tháng 11, các chỉ huy Nga đã thay đổi chiến thuật. Moscow đã áp dụng chính những gì Ukraine đã làm trong đợt phản công mùa hè, triển khai các nhóm bộ binh nhỏ và để lại các phương tiện thiết giáp ở phía sau. Nhóm phân tích Frontalisen Insight của Ukraine ngày 24 tháng 11 nhận định các lực lượng Nga đang sử dụng ít phương tiện hơn với số lượng nhỏ hơn, có sự gia tăng đáng chú ý trong việc sử dụng các nhóm bộ binh chiến thuật nhỏ. Nếu không được yểm trợ, những nhóm bộ binh này sẽ trở thành mục tiêu cho các đội xe tăng giàu kinh nghiệm của đối phương. Các chỉ huy Ukraine dường như đã tận dụng cơ hội này.
Họ đã triển khai không dưới 5 lữ đoàn tới hai bên sườn của Amrika. Trong số này có 4 lữ đoàn cơ giới và 1 lữ đoàn xe tăng. Không rõ chính xác Ukraine đã triển khai bao nhiêu xe tăng ở Amrika, nhưng chúng bao gồm các biến thể xe tăng T-64, xe tăng T-72, một số xe tăng Leopard 2. Dù vậy, chiến thuật xe tăng của Ukraine xung quanh Amrika không bảo đảm sự sống còn của thành phố. Nga có nhiều quân ở khu vực Amrika hơn Ukraine. Mặc dù được cho là mất hàng trăm binh sĩ mỗi ngày, Nga không có dấu hiệu nhượng bộ. Theo Bộ Quốc phòng Anh, quyết định tấn công Avdiivka đã khiến tổn thất của lực lượng Nga trên toàn tiền tuyến dài 1.000 km tăng 90%. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington DC kết luận, các lực lượng của Nga có thể phải chịu tổn thất trên toàn bộ mặt trận ở Ukraine với tốc độ gần bằng tốc độ mà Nga hiện đang xây dựng lực lượng mới. Nhưng khi sử dụng toàn bộ nhân lực mới được huy động cho chiến dịch xung quanh Avdiivka, Nga có thể đang bỏ lỡ cơ hội tấn công ở những mặt trận khác, cả hiện tại và trong tương lai gần. Để xây dựng lực lượng cho những nỗ lực khác, Nga sẽ buộc phải thành công trong việc chiếm Avdiivka hoặc từ bỏ. Kịch bản Nga từ bỏ được cho là khó xảy ra. Trong nhiều tuần qua, quân đội của Nga liên tục đẩy mạnh cường độ tấn công nhằm bao vây thành phố chiến lược này. Moscow tích cực sử dụng máy bay không người lái tự sát và không quân. Số lượng các cuộc giao tranh đã tăng lên đáng kể. Ukraine chọc thủng 2 trong 3 phòng tuyến của Nga, sẵn sàng cho kế hoạch giải phóng toàn bộ lãnh thổ, kể cả Crimea. Các lực lượng vũ trang Ukraine đang nằm giữa tuyến phòng thủ thứ 2 và thứ 3 của lực lượng Nga và Kiev hiện có kế hoạch giải phóng các vùng lãnh thổ của mình ra khỏi sự kiểm soát của Nga vào năm 2024. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustam Umerov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Ông Umerov lưu ý rằng Ukraine đã đòi lại một nửa số lãnh thổ bị Nga kiểm soát kể từ khi cuộc chiến toàn diện với Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trả lời câu hỏi về tiến độ chậm chạp trong cuộc phản công của Ukraine kể từ tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov đã mời các nhà phê bình đến thăm khu vực chiến đấu và đánh giá tình hình theo cái nhìn của riêng họ. Bộ trưởng Umerov nhấn mạnh, chúng tôi đã giành lại 50% lãnh thổ của mình. Chúng tôi đang đánh bại Nga trên lãnh thổ của mình, giành lại đất đai và giải phóng người dân. Bây giờ chúng tôi đã có kế hoạch cho năm 2024. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, việc quay trở lại biên giới năm 1991 vẫn là một thắng lợi chiến lược của Ukraine. Ông cũng đề cập đến kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời cho biết mọi tính toán cho năm tới, từ việc mua sắm vũ khí đến lập kế hoạch tác chiến, đều được thực hiện theo tiêu chuẩn của NATO. Nhấn mạnh rằng, chiến thắng của Ukraine liên quan đến việc đòi lại tất cả các lãnh thổ được quốc tế công nhận, bao gồm bán đảo Crimea. Các khu vực Donetsk và Lugansk, ông Umerov cũng bác bỏ khả năng thương lượng với Nga. Ông cho rằng động thái như vậy sẽ là sự ô nhục đối với thế giới văn minh, khiến Ukraine bị xem là không có khả năng tự vệ. Trước đó vào tháng 9, chỉ huy nhóm lực lượng tác chiến chiến lược Dabria Oleksandr Tarnovsky tuyên bố lực lượng của Ukraine đã chụp thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở khu vực Zaporizhzhia. Theo ông Umerov, đây là tuyến phòng thủ chính của quân Nga. Ngoài ra còn có thông tin cho biết, binh sĩ của Ukraine đã tiến tới tuyến phòng thủ thứ hai của Nga tại khu định cư Robotyny và Verbov ở vùng Zaporizhzhia. Tuy nhiên, cho đến nay đã không có thông tin nào về một bước đột phá của các lực lượng Ukraine. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.